xe mới tinh và những cái chi tiết mà nhựa đen bóng các bác muốn bảo vệ để chống xước, đặc biệt như cái dòng CX5 thì cái nhựa đen bóng này, cái độ phay xước của nó, đặc biệt là các bác chỉ dùng vài tháng thôi là cái, như ví dụ như các bác lên xuống kính này, cái, những cái vị trí này rất dễ bị xước và nhìn rất là xấu bởi vì nó rất là dễ lộ. Thì cái giải pháp cho các bác đó là mình dán cái phim cái PPF để chống xước nhé. Thì cái này PPF nó có khả năng tự phục hồi và nó sẽ tạo cho cái độ bóng ở trên này nó sẽ bóng hơn này, các bác nhìn này, giống như kiểu mình sẽ đánh bóng ấy. Đây, những cái vị trí như là tay nắm cửa, hõm cửa này, bình thường các bác khi mà mình mở cửa lúc nào, đặc biệt là móng tay này, hoặc là bây giờ chị em phụ nữ hay đính một số cái phụ kiện lên cái móng tay này đúng không ạ, và mỗi lần ra vào mở cửa này rất dễ bị xước. Và màn hình này, hoặc là cái vị trí cần số kia, đây các bác có thể thấy như cái này mà dán xong này nhìn nó bóng, nó đẹp. Và những cái xe nào mà các bác sử dụng qua một thời gian rồi nhá, mà nó bị xước như thế này, nó bị xước rồi ấy, thì các bác có thể qua bên em dán xong thì nó sẽ tỷ lệ phục hồi được khoảng 80-90%, nó trở về cái form như lúc đầu này luôn các bác nhé. Bác nào mà cần làm bất kỳ cái dịch vụ gì cho xe của mình, các bác có thể qua Gala các bác nhé.